Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Trực tiếp U23 Bahrain với U23 Iraq thua là căng. Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Bahrain với U23 Iraq trên kênh VTV6. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi và cổ vũ cho hai đội. Sau loạt trận mở màn vòng bảng, có thể thấy đội bóng có màn trình diễn kém nhất bảng A. U23 Bahrain là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất với thất bại đậm nhất, tỷ số là 0-5 trước U23 Thái Lan. Trận thua trên gần như khép lại giấc mơ giành quyền vào vòng knockout của đại diện Tây Á. Bởi hai đối thủ còn lại của họ đều rất mạnh là U23 Iraq và U23 Australia. Lượt trận thứ hai này, U23 Bahrain đối đầu với U23 Iraq. Đây là cựu vương của giải và cũng là một trong số những ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Trong trận ra quân, U23 Iraq phải chia điểm trước U23 Australia. Đây là trận đấu mà thầy trò Ghani Sahad chắc chắn trong phòng ngự. Thông tin đối đầu, U23 Iraq thắng 3 thua 1 trên 4 trận đấu trước đây. Cả 4 trận đối đầu trước đây giữa hai đội đều khép lại hiệp 1 tỷ số 0 đều. Dự kiến U23 Bahrain trong đội hình gồm có Ama Mohamed, Saba Jamin, Hamad Al-Samsan, Mohamed Mahoun, Sanat Saleh, Mohamed Al-Hadan, Hassan Al-Kharani, Hassim Sayed Issa, Anan Al-Sira, Abdulrahman Al-Mehi, Salem Adel Hassan. Về phía U23 Iraq gồm Ali Khatim Hadi, Mustafa Jebu, Nazim Sawan, Abdulabbas Ajat, Murad Stube, Mohamed Riha, Ali Khatim Hadi và Hussein. Với những gì thể hiện ở trận ra quân, U23 Iraq chắc chắn là đội bóng được đánh giá cao hơn U23 Bahrain. Đoàn quân của ông Abdul Ghani Sahad cho thấy sự gắn kết trong lối chơi, cùng với đó là những pha phản công sắc sảo. U23 Iraq và U23 Bahrain sẽ hướng tới chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong khi đó, U23 Bahrain cho thấy họ dường như chưa sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết, phần nào đó hơi ngây thơ của U23 Bahrain đã bị U23 Thái Lan trừng phạt với 5 bàn thua ở trận ra quân. Sẽ rất khó để U23 Bahrain có thể tạo ra bất ngờ trước U23 Iraq ở trận đấu này. Triệu Việt Hưng, toàn đội đều tiếc nuối vì không thể thắng U23 UAE. Tiền vệ Triệu Việt Hưng chia sẻ toàn đội U23 Việt Nam đều tiếc nuối khi không thể giành 3 điểm trước U23 UAE ở trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong buổi tập sáng ngày 11 tháng 1, tiền vệ Triệu Việt Hưng có những chia sẻ trước báo giới về trận đấu ra quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE. Theo đó, Triệu Việt Hưng cho rằng toàn đội tiếc nuối vì không thể giành 3 điểm trọn vẹn trước U23 UAE, nhưng đó là trận đấu thành công với U23 Việt Nam. Trận đấu hôm qua rất khó khăn với toàn đội và một điểm có thể coi là thành công. Tất nhiên chúng tôi tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng. Sau trận, thầy Park động viên và nói toàn đội cố gắng trong hai trận tới. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam đang toàn tâm toàn ý cho trận đấu thứ hai gặp U23 Jordan diễn ra tối ngày 13 tháng 1. Tại lượt đấu thứ hai, U23 Jordan không hề dễ chơi, nhưng toàn đội sẽ cố gắng để giành 3 điểm. Tôi đánh giá không chỉ Jordan, đa phần các đội bóng ở châu Á đều rất nhanh và khỏe, Triệu Việt Hưng nói. Cũng trong buổi phỏng vấn sáng ngày 11 tháng 1, Triệu Việt Hưng cũng chia sẻ mục tiêu của anh ở đấu trường này, cố gắng tập luyện tạo ra sự tin tưởng với ban huấn luyện. Còn việc đá cặp với ai là quyết định của huấn luyện viên trưởng. Cá nhân tôi chỉ biết tập trung cố gắng để được vào sân thi đấu, Triệu Việt Hưng cho biết. Cổ động viên châu Á chê U23 Việt Nam quá yếu không xứng tầm Á quân. Mặc dù hòa U23 UAE ngay ngày ra quân, song thầy trò ông Park Hang-seo không được các cổ động viên châu Á đánh giá cao. Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng D giải U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE kết thúc tỷ số hòa không đều. Kết quả này được xem như một thành công dành cho thầy trò ông Park Hang-seo. Thế nhưng các cổ động viên châu Á đánh giá không cao màn trình diễn tới từ đương kim Á quân giải U23 châu Á. Một cổ động viên Qatar nhận xét: tôi không tin nổi đây là đội Á quân vì họ quá yếu. Việt Nam gần như chẳng có nhiều cơ hội trước UAE. Họ để đối phương ép sân suốt trận. Có lẽ Việt Nam khó lòng vượt qua được vòng bảng. Cổ động viên đến từ Hàn Quốc thì cho rằng rất may cho U23 Việt Nam khi họ có huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang-seo. Nhờ chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam không để thua UAE.
Lực lượng năm nay của U23 Việt Nam yếu hơn hẳn năm 2018. Thể lực các cầu thủ yếu hơn, nếu may mắn U23 Việt Nam mới vượt qua vòng bảng. Cổ động viên Malaysia thì bình luận, có lẽ Đông Nam Á năm nay chỉ có Thái Lan lọt được vào tứ kết. Nhìn U23 Việt Nam thi đấu, tôi nghĩ họ không có cơ hội vượt qua vòng bảng. Mong rằng họ sẽ cải thiện phong độ trong trận đấu tới. Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng U23 Việt Nam vì trận hòa may mắn này. Một cổ động viên Nhật thì nói, U23 Việt Nam không còn là một ẩn số như giải đấu trước, họ không mạnh như những gì người ta nghĩ. U23 UAE xứng đáng có một chiến thắng vì chơi hay hơn. Nhưng may mắn đã đứng về phía Việt Nam, tôi nghĩ Jordan và UAE sẽ là đội lọt vào tứ kết. Đa số những ý kiến từ các cổ động viên châu Á đều đánh giá cao UAE hơn Việt Nam. Ở lượt đấu kế tiếp, U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán U23 Jordan, đội vừa thắng U23 Triều Tiên 2-1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!